UAV sát thủ không chiến Nga tập kích, phá hủy tổ hợp tên lửa Ukraina. Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 được triển khai để bảo vệ các vị trí của quân đội Ukraina khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom. Tuy nhiên, một trận tập kích của UAV xét Nga khiến hệ thống Buk-M1 bị phá hủy hoàn toàn theo trang tin Aviapro. UAV cảm tử giúp Nga tấn công hiệu quả hơn trước Ukraina nhờ khả năng tấn công chính xác, cơ động hơn so với việc kéo các tổ hợp pháo kích thước lớn tới chiến trường. Lancer hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ, bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công cảm tử như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là Lancet, tức là sa mổ, vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác như trong một cuộc phẫu thuật. UAV Lancet của nhà thầu Zala Aero được trang bị một số hệ thống định vị mục tiêu dựa trên tọa độ quang điện tử. UAV này có kênh liên lạc đặc biệt để truyền hình ảnh các mục tiêu và xác nhận việc phá hủy chúng thành công. Lancet có tốc độ ấn tượng khoảng 110 km một giờ, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3 kg, cùng với việc tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12 kg, gồm cả thuốc nổ. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Lancet đã phá hủy nhiều hệ thống khí tài, radar, thiết giáp hạng nhẹ, cứ điểm của phía Ukraine. Lan hiện được trang bị cho hầu hết các đơn vị của nga tại mặt trận phía đông và phía nam ukraine. Theo nhà sản xuất, lan xét có nhiều lợi thế so với các loại khí tài khác. Thứ nhất, nó hoạt động theo cơ chế bay làng vàng, tức là luôn được triển khai trên không và sẵn sàng tấn công mục tiêu bất cứ lúc nào, kể cả mục tiêu di động như pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong một cuộc chiến thực sự. Thứ hai, lan xét khá nhỏ và nhẹ nên gần như tàng hình trước radar phòng không truyền thống. Thứ ba giá thành của uav này khá rẻ nếu so với các loại đạn tấn công chính xác cao truyền thống dù bức m một khá cũ nhưng các chuyên gia đánh giá việc hệ thống phòng không này bị phá hủy là một tổn thất đáng kể đối với quân đội ukraine điều này do quân đội ukraine chỉ có một số lượng tương đối nhỏ các hệ thống phòng không loại này trong khi ukraine không thể triển khai các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa hiện đại của phương tây ở tiền tuyến thay vào đó các hệ thống phòng không hiện đại được thiết kế để bảo vệ các thành phố và cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang ukraine Buk M1 là một trong những loại tên lửa đất đối không tầm trung tự hành phổ biến nhất thế giới hiện nay. Buk M1 được đưa vào sử dụng từ năm 1979 với nhiệm vụ là xóa sổ các tên lửa hành trình, các loại bom chính xác, máy bay trực thăng và cánh cố định, máy bay không người lái của đối phương. Con đường đưa linh kiện tên lửa Mỹ sản xuất vào Nga bất chấp trừng phạt Một cuộc điều tra của Nikki tiết lộ, hơn một năm kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, hàng trăm triệu đô la Mỹ chất bán dẫn do Mỹ sản xuất đã chạy vào Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Moscow. Những số liệu đáng chú ý Mỹ đã cấm xuất khẩu chất bán dẫn do nước này sản xuất sang Nga, ngoại trừ vì những mục đích nhân đạo và trong những trường hợp đặc biệt, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Động thái trên được thực hiện nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga bằng cách cắt đứt khả năng tiếp cận với nguồn cung chất bán dẫn của nước này. Đó là vi mạch điện tử, vốn là thành phần thiết yếu trong các tên lửa, xe tăng, UAV và chiến đấu cơ, phục vụ cho các chức năng của hệ thống dẫn đường, radar và các thiết bị cảm ứng hình ảnh ban đêm. Các nhà sản xuất Mỹ có thị phần lớn trên thị trường, các sản phẩm hiệu suất cao này. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục nhận được các vi mạch điện tử qua các con đường xoay vòng khác nhau, với một tỷ lệ lớn qua các nhà kinh doanh nhỏ ở Hồng Kông và Trung Quốc. Để phát hiện ra những con đường này, Nikki đã thu thập dữ liệu hải quan của Nga từ công ty nghiên cứu Ấn Độ Export Genius và xem xét các hồ sơ nhập khẩu chất bán dẫn từ 24 tháng 2 đến 31 tháng 12 năm 2022. Những dữ liệu trên cho thấy có 3.292 giao dịch trị giá ít nhất 100.000 đô la Mỹ mỗi giao dịch và 2.358 trong số đó chiếm khoảng 70% là các sản phẩm của các nhà sản xuất vi mạch điện tử Mỹ như Intel, Advanced Micro Device, Texas Instruments cùng nhiều công ty khác tổng giá trị các giao dịch này là ít nhất 740 triệu đô la Mỹ. Trong số các giao dịch trên, 1.774 trong số đó chiếm khoảng 75% được vận chuyển từ Hồng Kông, Trung Quốc hoặc Trung Quốc đại lục và nhiều nhà vận chuyển là các công ty vừa và nhỏ với một số công ty được thành lập sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Giá trị của những giao dịch này là 570 triệu đô la Mỹ. Trong cùng kỳ năm 2021, dữ liệu hải quan cho thấy có khoảng 230 hợp đồng xuất khẩu vi mạch điện tử Giá trị cao từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục tới Nga với tổng giá trị chỉ 51 triệu đô la Mỹ. Sự gia tăng gấp 10 lần này chỉ là một khía cạnh đáng chú ý từ những dữ liệu trên. Một điểm nữa là giá cả của một số sản phẩm. Trong một trong những hợp đồng đắt giá nhất, công ty Agu Information Technology của Hồng Kông đã vận chuyển vi mạch của Intel sang Nga với giá trị mỗi vi mạch là hơn 10.000 đô la Mỹ. Theo viện tài chính quốc tế, nhập khẩu mạch điện tử và chất bán dẫn của Nga từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 tăng 36% so với năm ngoái. Linh kiện Mỹ đến Nga như thế nào? Mức giá của các sản phẩm trên đã phần nào cho thấy mức độ tiên tiến của các vi mạch mà Nga đang tìm kiếm. Số lượng lớn chất bán dẫn với hiệu suất cao là nguyên liệu cần thiết để kiểm soát các tên lửa và hệ thống phòng không. Junichi Nishijama, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kỹ thuật Tương lai chuyên nghiên cứu về công nghệ quốc phòng cho hay. Trong số các sản phẩm giá trị cao được ghi nhận trong dữ liệu xuất khẩu bao gồm các vi xử lý từ Intel và AMD, FPGA từ Sinlin cũng thuộc AMD. FPGA là một loại mạch tích hợp có thể lập trình và viết lại, chủ yếu được sử dụng trong tên lửa. Các đợt vận chuyển được ghi nhận trong dữ liệu xuất khẩu cũng bao gồm chip từ Analog Device, tích Instrument và On Semiconductor. Các công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn chất lượng cao để ứng dụng vào công nghiệp cùng với các thành phần vi mạch tần số vô tuyến chất lượng cao từ OVO. Tích Instrument, Analog Device và On Semiconductor đều khẳng định với Nikki rằng họ không bán các sản phẩm cho Nga hay các quốc gia bị trừng phạt, cũng như tuân thủ mọi quy định của pháp luật, bao gồm cả các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Mặc dù các nhà sản xuất chip và các đơn vị phân phối đối mặt với sự kiểm tra nghiêm ngặt từ các nhà chức trách Mỹ, nhưng vẫn còn vô số các nhà kinh doanh nhỏ, bao gồm các công ty một thành viên, hoặc các doanh nghiệp mới thành lập gần đây, vốn rất khó để kiểm soát. Vào tháng 6 năm 2022, Bộ Thương mại Mỹ đã áp trừng phạt lên công ty điện tử Sino Electronic và các công ty khác có trụ sở tại Hồng Kông vì liên quan đến việc hỗ trợ quân sự Nga. Tuy nhiên, Nicky cho biết hầu hết các công ty trong danh sách điều tra của họ đều không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Chúng tôi đã trừng phạt hơn 500 công ty và sẽ tiếp tục theo dõi họ trong sự phối hợp với các quốc gia khác. Bộ Thương mại Mỹ trả lời với Nicky. Khi được hỏi về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga, Benjamin Kozewa, một trong những quan chức tại văn phòng đại diện thương mại Mỹ, hiện là một luật sư về thương mại quốc tế tại Hồng Kông giải thích tại sao việc thực hiện trừng phạt không dễ dàng. Các công ty thương mại nhỏ ở Hồng Kông và những nơi khác có thể tiếp tục vận hành bằng những cái tên mới, ngay cả khi họ là mục tiêu bị trừng phạt. Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 11 tháng 4. Vào ngày 11 tháng 4, một kíp chiến đấu thuộc lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa tại bãi thử Kaputinja ở khu vực Astrakhan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời xác nhận tên lửa đã bắn trúng mục tiêu được đặt tại bãi thử Sarisagan ở Kazakhstan với độ chính xác cao. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Mục tiêu của vụ thử tên lửa này là nhằm kiểm tra khả năng tác chiến vượt trội của lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa Nga, cũng như năng lực sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp tên lửa mới trong biên chế của đội nước này. Vụ phóng thử này đã giúp chúng ta xác nhận tính chính xác của thiết kế và các giải pháp kỹ thuật trong việc phát triển các hệ thống tên lửa chiến lược mới, cơ quan này nói thêm. Trước đó vào nửa cuối năm 2022, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Samat trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang sau xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Samart là tên lửa mạnh nhất với tầm bắn lớn nhất trên thế giới. Nó sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang hạt nhân chiến lược Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Samat có đặc tính kỹ thuật và chiến thuật hàng đầu, có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không hiện đại. Ông Putin nhận định Samat là tên lửa có 102 trên thế giới và sẽ khiến các đối thủ của Nga phải suy nghĩ lại trước khi hành động.